quý vị, hôm nay chúng ta có hai vị khách mời đặc biệt, những người đã mang lại tiếng cười và niềm vui cho rất nhiều người trong thời gian qua. Cùng chào đón anh Phạm Thế Phương và cô công chúa nhỏ Phạm Hồ Kim Hương. Đâu anh đi đâu vậy? À, hôm nay tôi là khách mời của VTV8 anh ạ. Dạ. Chào con Minh Tâm. Chào Phương. À, chào hai bố con ngày hôm nay đến với chương trình Cà Phê 8 ạ. Ngày hôm nay Minh Tâm thấy là anh có tuổi một Đại Vĩnh Long rất là đáng yêu đến đây. Thì không biết đây có phải là nhân vật của Cà Phê 8 ngày hôm nay luôn không ạ? À, nhân vật của Cà Phê 8 của ngày hôm nay là ba người, bốn người chúng ta nha. Kể cả con khủng long này. Tôi đã không biết là lên cột nó ở dưới bãi xe này hay là đưa lên phim trường luôn ạ? Chắc chắn là chúng ta phải để ở dưới này rồi. Bởi vì nếu như mà đem bạn khủng long lên ở cái trường quay á, thì bạn sẽ ăn hết tất cả những máy móc thiết bị ở trên đó. Cột đây nha con. Anh Phương có thể chia sẻ với Minh Tâm một ít thông tin về công việc hiện tại của mình là gì ạ? Gia đình tôi thì có bán một quán ăn nhỏ tại thành phố Đà Nẵng. Món ăn chủ đạo là món phá lấu Sài Gòn. Bán ở Đà Nẵng cũng được gần 10 năm nay rồi. Ngoài những cái thời gian bán phá lấu thì rảnh rỗi thì gia đình tôi cũng thường quay những cái clip vui hài nhộn. Cô cũng chào bé Hương nha. Ngày hôm nay thì con đến với trường quay, cô cũng có một ít câu hỏi dành cho con. Đó là năm nay con học lớp mấy rồi và đến với chương trình ngày hôm nay thì con thấy sức khỏe của mình hiện tại đang như thế nào? Dạ, con chào cô. Năm nay con học lớp 5 tại trường Skyline. Ngày hôm nay con rất là khỏe, khỏe hơn bao giờ hết. Kim Hương ơi, Kim Hương! Kim Hương ơi, ra cổng trường, có một người cha rất đẹp trai đang cởi khổng lồ đến đón con này con ơi. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi. Con đang cởi khổng lồ đúng không? Đúng. Minh Tâm cảm nhận được một năng lượng rất là tích cực từ hai cha con. Thế thì cho Minh Tâm hỏi là anh Phương thì cũng đã tạo ra nhiều những cái đoạn video clip, những cái tình huống đón con ở trường khiến cho mọi người khi xem clip đó thì phải bật cười. Không biết là có những câu chuyện gì đằng sau những tiếng cười mà anh đã gửi tặng cho khán giả hay không? Cha con tôi thì từ lúc cháu nó còn bé là cũng đã hay quay video clip hài vui nhộn chung với nhau. Chủ yếu là để giữ lại cái kỷ niệm tuổi thơ cho cháu và cũng để là gây cho tiếng cười cho mọi người xung quanh cho nó vui. Nhưng mà từ lúc cháu lên 5 tuổi thì gia đình tôi phát hiện cháu nó bị ung thư máu dạng bạch cầu tăng sinh. Thì lúc đó thì gia đình tôi khá là bị sốc, giống như là cả một bầu trời nó sụp đổ ngay lúc đó vậy. Nhưng mà rồi thì cũng phải lấy lại tinh thần để lo cho cháu. Gia đình tôi cũng thường quay những cái video clip chung, cũng thường hỏi bé là yêu thích cái gì và thực hiện cái ước mơ của bé. Cả việc mà cởi khủng long vào trường cũng vậy. Đó cũng là một ước mơ của bé là muốn được cởi khủng long. Chắc đó cũng là một cái kỷ niệm mà đáng nhớ đúng không con? Dạ đúng rồi, nhớ suốt đời luôn. Lần đầu tiên mà con thấy ba đến trường và đón mình bằng khủng long, đó là cái ước nguyện của con rồi. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ rất là ngại ngùng. Không biết là con, cảm xúc của con khi lần đầu tiên thấy ba trong bộ dạng là một con khủng long thì con thấy như ra sao và có ngại ngùng với bạn bè hay không? Ban đầu thì con thấy rất là ngạc nhiên và mắc cỡ. Nhưng sau rồi được sự ủng hộ của bạn bè thì con cảm thấy rất là tự hào. Với lại thật may mắn khi có một người cha thiệt là đẹp trai và tuyệt vời, và còn có một người mẹ thì hoàn hảo nữa. Các con sẽ nhận được những món quà để cho việc học của các con thuận lợi hơn. Có
những điều gì mà con chưa từng nói cùng với ba và con muốn chia sẻ với các bạn về tình yêu thương của con dành cho ba thì con có thể là chia sẻ với mọi người trong chương trình ngày hôm nay được không? Dạ vâng. Nếu như anh chị hoặc là các bạn nào đang được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, hãy trân trọng khoảnh khắc đó và hãy yêu thương những người xung quanh mình. Những clip mà Minh Tâm cũng đã từng xem như là anh mặc một bộ đồ rất là sặc sỡ và đến cầm micro gọi to tên của con mình. Có bao giờ anh phải suy nghĩ là mình làm như thế này nó có bị quá lố hay không, hay là nó có bị ảnh hưởng gì đến công việc hoặc là cách nhìn của mọi người dành cho mình hay không ở trong cuộc sống ạ? Tôi thì không ngại điều đó, miễn sao là con nó vui, con cảm thấy hạnh phúc là tôi sẵn sàng tôi làm. Nếu như mà không may một người nào đó rơi vào tình huống giống như gia đình của anh thì sẽ cần phải làm gì để lấy lại những cái năng lượng tích cực như vậy và tiếp tục chiến đấu? Trước tiên thì chúng ta cần phải có sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè và người thân để chúng ta ổn định lại cái tinh thần để tiếp tục chiến đấu. Ngoài ra thì luôn phải giữ cho mình một cái tinh thần nó lạc quan, hy vọng rằng tương lai khoa học sẽ phát triển và có thể chữa được mọi thứ bệnh tật hiện tại. Cũng nên có một cái đức tin. Đức tin ở đây thì chúng ta có thể tin vào tôn giáo, tin vào triết lý sống, tin vào bản thân mình, tin vào tương lai. Cái niềm tin đó, đức tin đó sẽ giúp ta vững vàng và kiên định hơn. Ngoài ra thì chúng ta cần có hỗ trợ, nên có sự hỗ trợ từ các người chuyên nghiệp như là bác sĩ, y tá hoặc là những người đã có kinh nghiệm về những cái căn bệnh đó. Chúng ta hỏi trước để biết trước được tương lai nó sẽ xảy ra chuyện gì, để chúng ta phỏng đoán được cái tình huống để chúng ta xử lý cho nó tốt. Như vậy thì bây giờ Minh Tâm cũng mong muốn mở rộng cái câu hỏi của mình ra một chút. Như là anh quan niệm như thế nào về những mối quan hệ trong gia đình hiện tại và những áp lực trong việc là chăm sóc con, hoặc là áp lực của việc là giáo dục con cái ở trong một cái thời buổi mà có thể gọi là nó phát triển như hiện nay và có nó quá nhiều những cái sự thay đổi nhanh chóng như hiện nay thì mình sẽ phải đối mặt như thế nào? Cái này cũng khá khó khăn với lại gia đình tôi cũng giống như nhiều cái gia đình hiện tại, bởi vì cái kiến thức mà hồi đó cha mẹ mình dạy mình á, nó không có thể nào bây giờ nó áp dụng vào mình để mình dạy cho con cái được. Nhưng mà tuy nhiên cũng có một cái điều chung mà chúng ta cần duy trì và phát triển, đó là lòng hiếu thảo, sự chung thủy của vợ chồng cũng như là thờ cúng tổ tiên, thì cái đó chúng ta nên phải giữ lại. Chúng ta nên tôn trọng dân chủ, cha mẹ dân chủ, con cũng dân chủ, tôn trọng những cái ý kiến và nên tôn trọng những cái quyết định của con nhiều hơn một chút, thì chúng ta sẽ giảng dạy con tốt hơn. Hương cũng đã nghe ba chia sẻ về việc là ba muốn tạo ra một không gian sống thật là tốt, một môi trường rất là lành mạnh để cho con được phát triển và có một cuộc sống tốt nhất. Như vậy thì ngày hôm nay đến với trường quay, con có thể chia sẻ là ước mơ của con như thế nào để cho ba mẹ có thể biết và đáp ứng được không nào? Ước mơ của con là con chỉ ước ba điều thôi. Thứ nhất là chỉ được hạnh phúc, thứ hai là con hết bệnh, thứ ba là con có thể thực hiện ước mơ là viết truyện tranh cho thiếu nhi. Những ước mơ rất là đẹp. Dạ vâng. Rồi và một lần nữa thì Minh Tâm rất là cảm ơn anh Phương và bé Hương đã đến với trường quay ngày hôm nay và chia sẻ những câu chuyện có thể gọi là không may, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng đã là một nguồn năng lượng rất tích cực từ phía gia đình của anh và lan tỏa đến với tất cả mọi người. Và rất là hy vọng là hai cha con sẽ luôn luôn như thế và mang đến những điều thật là vui vẻ, không chỉ là cho bản thân mình mà dành cho tất cả mọi người nữa. Okay. Cảm ơn cô Minh Tâm.